Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại video tiếp theo của mình. Thì lại là mình đây. Ở trên này thì Túc chia sẻ với anh em một cái dự án hôm qua mình có chia sẻ với anh em trên Telegram của mình. Về cái dự án anh em kiếm cái đồng FB và sau này nó sẽ quy đổi sang cái đồng SAC cho anh em. Thì cái này mình xem check cho các thứ rồi thì nó thấy là khá là ok. Con này được các backer nổi tiếng hỗ trợ như Binance Lab này và nhiều backer khác. Thế thì kèo này làm cũng đơn giản thôi, anh em không cần phải bỏ phí gas phí mạng gì. Anh em làm các nhiệm vụ để anh em vào hàng ngày, anh em vào anh em làm để kiếm cái đồng SB này nha anh em nha. Thì đường link mình có để trong Telegram group của mình đấy, anh em sẽ kích vào đường link, sau đó thì nó hiện ra cái giao diện như trên này. Con này chạy trên mạng OBBLB nha. Anh em chuẩn bị cho mình cái trình duyệt QG và có tích hợp meta nha để anh em chiến của kèo này. Thì của kèo này cần cái lối ví. Đấy ạ, khi em kích vào đường link thì nó hiện ra giao diện như trên của mình, được chưa? Thì trước tiên thì anh kích vào phần màu đen đen này, mình avatar của anh em bên góc phải màn hình để mình đang GG này, được chưa? Nó màu đen đấy thì anh em để ý kỹ thì mới thấy được, nếu mà sơ qua thì cũng không thấy đâu. Kích vào cho mình, được chưa? Thì anh em sẽ kích vào con lick cho mình nhá. Mèo tí nữa anh em có thể kích vào nhá. Được chưa? Mình hướng dẫn nhanh thôi. Con lick kích vào con lick này thì nó hiện lên tất cả các địa chỉ ví cho anh em. Được chưa? Như cùng rồi anh em sẽ kích vào phần OBBLB cho mình này. Và nó hiện tất cả các địa chỉ ví của anh em. Ví dụ ví trước hay coi bài hay là thường thường là chơi meta, vì meta nó thích hợp với nhiều các loại mạng. Được chưa? Kích vào meta cho mình này. Rồi thì nó tự động chuyển hướng đến giao diện meta có tích hợp QG đấy, được chưa? Mình có video hướng dẫn anh em tích hợp rồi đấy. Rồi và anh em sẽ đăng nhập vào ví meta của anh em, được chưa? Rồi khi đăng nhập ví meta thì anh em kích của phần đã hiểu cho mình này. Rồi kích của chuyển mạng này nó tự động nó báo thông báo chuyển mạng, được chưa? Và chờ tiếp tục anh em kích của góc ba gạch ba chấm góc phải trên màn hình này, được chưa? Cái trình duyệt QG đấy. Rồi em kéo xuống này. Có một cái phần gọi là ký đấy. Chỗ này chưa, nó chưa hiện lên. Nó kích lại nào. Chờ một lúc ấy, chờ tầm mấy giây thôi. Nó hiện lên cái phần ký trong meta ấy. Để anh em bắt buộc anh em phải ký đấy. Được chưa? Mình có lấy lại em nào. Kích meta em nào. Rồi khi mà nó xác nhận địa chỉ ví của anh em. Đây, meta nó có một thông báo đây. Anh em quay sang kích vào MetaMask ấy để ký vào ký là gọi là phê duyệt đấy, phê duyệt meta với trình duyệt lâu thế nhỉ. Rồi em kích vào phần ký, nếu mà anh em nào cảm thấy nó không uy tín thì có thể là làm phí phụ, được chưa? Cho nó chắc cú, được chưa? Còn như mình thì mình làm vì mình thấy nó khá là ok. Ý nữa xong thì anh em nhớ ngắt cái lối nha, ngắt cái lối kích vào quả cầu này, được chưa? Kích phần của cầu này, rồi kích cái phần ngắt cái lối này. Nếu mà tí nữa làm xong ấy, tránh cái trường hợp mà sự cố đấy, không ý muốn ngoài ý muốn xảy ra đấy. Rồi bây giờ anh kích cái phần tab cho mình này. Rồi kích cái phần rồi khi xong thì nó hiện tất cả các bước cho anh làm. Như của mình thì mình làm hôm qua rồi, được chưa? Mình thì hướng dẫn để anh em làm thôi. Nó sẽ hiện lên một cái từ là cái lối ví chứ chưa. Khi mà cái lối xong nó anh em kích vào approve thì nó sẽ hiện lên cái trang Twitter của anh, kênh Twitter của anh em nó nằm ở đây. Và khi mà nó màu xanh dương như vậy là ok, xanh lá cây như vậy là ok, đã tích hợp xong. Tiếp sau đó đi code cũng thế, đi code thì anh em cũng approve để nó có cái màu xanh xanh như vậy là nó đã kết nối rồi, được chưa? Như của mình đang hai cái này đang kết nối rồi, đúng không ạ? Rồi bước tiếp theo thì anh em có thể lấy đường link này đi giới thiệu bạn bè. Rồi cái bước quan trọng nhất thì anh em sẽ kích vào phần hình đại diện này, hình cái hình người bên góc phải màn hình của mình ở dưới cái phần ba chấm này, nó màu tối đấy, cố gắng. Đấy, nếu mà anh em đã kết nối thì địa chỉ ví của anh em nó nằm cái phần avatar dưới avatar của anh em, đây địa chỉ ví của mình, đúng không ạ? Rồi sau đó thì bây giờ anh em kích phần member cho mình này, member đấy. Rồi nó sẽ chuyển hướng lên như vậy, được chưa? Đây anh kích vào phần check in cho mình này. Đấy, check in. Đấy, nó không hiện đây này, em loát lại trang nhá. Đang nghẽn. Rồi, khi loát lại kích của phần member cho mình. Đang nghẽn đấy.
Ok, kích phần check cho mình này. Ok, báo như vậy thì ngày 1, ngày 2. Nó đang nghẽn ấy, nghẽn nhiều anh em vào nghẽn ấy. Nếu mình dịch sang tiếng Việt nữa là anh em đã claim đã. Đây, phần thưởng hôm nay đã được nhận này, ghi nhận này, nó nằm phần này này. Không biết sao chắc là đang nâng cấp rồi. Đấy. Thì nó mới ra hôm qua thì ấy. Đấy, chắc là nó nghẽn hay là làm sao đó thôi. Cái số dư của anh em nó sẽ nằm ở đây này. Để chưa? Nhưng hôm qua mình có chia sẻ với anh em đấy. Chắc bây giờ đang cầm chặt cái gì mới thôi. Vì nó mới ra mà. Anh em phải chịu chấp nhận cái sự delay của nó thôi. Ok, kích vào phần đăng ký này. Hàng ngày nhá, anh em kích vào đây để nhận cái đồng FB này. Không biết sao bây giờ nó không nổi số dư đi. Ok, video này mình gửi tới anh em từ dự án. Để anh em có thể là kiếm cái đồng FB quy đổi sang cái đồng token có ký hiệu là SAC nhá.